Đức Thế Tôn dạy cụ thọ Ananda Trăm ngàn câu chi Na-do-tha chúng đứng dạy này vào đời vị Lai, trải qua sáu mươi tám câu chi đại kiếp tu hạnh Bồ-Tát, trong kiếp hoa tích sẽ thành Phật. Đồng một hiệu là giác phần hoa như Lai, ứng tránh đẳng giác, minh hạnh, viên mãn, thiện thể, tế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn.